Xin chào mừng quý vị đã đến với tạp chí Đốc trên kênh truyền hình FBC. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng tôi xin chuyển tới quý vị các thông tin đáng chú ý như sau. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2018, công trình xây dựng sai phép không phép đều bị tháo bỏ. Nguồn cung căn hộ mở bán mới tại Hà Nội đạt mức kỷ lục trong 5 năm qua. Thành phố Hồ Chí Minh không muốn phát triển nhà ở dưới 45 mét vuông. Thưa quý vị, mới đây thì chính phủ vừa ban hành Nghị định số 139 quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng sai phép hoặc không phép sẽ bị tháo dỡ ngay. Nếu sau 60 ngày chủ sở hữu không có điều chỉnh hoặc xin cấp phép xây dựng, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Từ ngày 15 tháng 1 năm 2018, quy định số 139 do Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản sẽ có hiệu lực. Nếu như trước đây, quy định cho phép các công trình xây dựng sai phép hoặc không phép đều được nộp phạt để tồn tại, thì hiện nay, Nghị định 139 quy định chỉ cho phép chủ nhà có 60 ngày để điều chỉnh hoặc xin cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng sai phép, không phép. Theo đó, đối với công trình đang trong giai đoạn thi công mà có hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng như cơ nới lấn chiếm sẽ bị tháo dỡ ngay. Đối với công trình đang triển khai xây dựng và không vi phạm các yếu tố trên sẽ có 60 ngày để bổ sung thủ tục. Nếu quá thời hạn, công trình không có đầy đủ hồ sơ sẽ bị tháo dỡ những phần xây dựng sai phạm. Ngoài ra, Nghị định 139 cũng quy định công trình xây dựng sai phép hoặc không phép sẽ bị ngưng cung cấp điện, nước để tăng cường xử lý hiệu quả. Sau khi gặp nhiều ý kiến phản đối đặc biệt từ các hiệp hội bất động sản thì Bộ Tài chính đã chính thức bỏ đề xuất đánh thuế giá trị gia tăng VT với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất hay còn được người dân gọi là sổ đỏ. Cụ thể trong dự thảo các luật về thuế sửa đổi được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định, bộ này đã có một số thay đổi so với dự thảo lấy ý kiến rộng rãi trước đó. Trong dự thảo mới, Bộ Tài chính đã chính thức bỏ đề xuất đánh thuế VAT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trước đó, trong dự thảo sửa đổi năm luật về thuế lấy ý kiến công khai, Bộ Tài chính có lý giải rằng, luật thuế VAT hiện hành đã phát sinh nhiều vướng mắc về các đối tượng không chịu thuế VAT, trong đó có chuyển quyền sử dụng đất gây khó khăn cho doanh nghiệp và công tác quản lý thuế. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi đưa hoạt động sang tên sổ đỏ vào nhóm chịu thuế VAT. Tuy nhiên, góp ý cho dự thảo sửa lỗi năm luật thuế, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã tỏ ra lo lắng về hiện tượng thuế chồng thuế và nếu hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải chịu thuế VAT, giá bán sẽ tăng theo tương ứng. Điều này làm dấy lên lo ngại giá nhà đất cũng sẽ tăng mạnh. Trái với khuynh hướng chứng lại của thị trường căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2017, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội đã đạt mức kỷ lục trong vòng 5 năm qua. Số căn hộ tiêu thụ được tại Hà Nội cũng tăng hơn 10% so với năm trước, thông tin vừa được CPI Việt Nam công bố. Theo số liệu của CPI Việt Nam, thị trường Hà Nội được bổ sung thêm gần 9.500 căn hộ chào bán mới trong quý 4 năm 2017. Số căn hộ này đã nâng tổng số căn mở bán mới trong năm lên trên 35.000 căn, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016. Đây cũng là mức mở bán cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Phân khúc trung cấp và bình dân tiếp tục chiếm lĩnh thị trường với tổng cộng 80% nguồn cung mới trong năm 2017. Doanh số chào bán căn hộ tại Hà Nội cũng ở mức khả quan với hơn 23.000 giao dịch thành công trong năm 2017, tăng 12% so với năm 2016. Một điểm đáng lưu ý là một số dự án đạt tỷ lệ bán trên 70%, dù không nằm tại vị trí đắc địa. Theo CBRE Việt Nam, tỷ lệ bán tốt từ các dự án này đến từ việc đầu tư đúng mức về việc phát triển sản phẩm, cải thiện thiết kế, cũng như cung cấp đầy đủ tiện nghi, tiện ích cho cư dân. Do nguồn cung mới vẫn tương đối dồi dào, cũng như việc chuyển dịch của thị trường về phân khúc trung cấp và bình dân, nên giá bán sơ cấp của các căn hộ trên thị trường đã giảm nhẹ so với năm trước, đạt khoảng 1.344 đô la Mỹ cho 1 mét vuông. Theo dự báo của CPRI Việt Nam, thị trường bất động sản Hà Nội năm 2018 sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ nét giữa các phương khúc. Theo đó, các phương khúc thấp hơn sẽ phải cải thiện hơn nữa về mặt sản phẩm trước áp lực cạnh tranh. Thực vị Sở Xây dựng Hà Nội cho biết năm 2018 tổng diện tích sàn nhà ở phát triển mới của Hà Nội đạt khoảng hơn 11 triệu m2 nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân thủ đô. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, quy mô các dự án bất động sản, tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời thực hiện việc kiểm tra, rà soát công tác phát triển nhà ở để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Theo Sở Xây dựng Hà Nội dự kiến năm 2018 sẽ có thêm 11 triệu m2 nhà ở, trong đó nhà ở xã hội là 43.000 m2, nhà ở tái định cư là 438.000 m2, nhà ở thương mại là 2,14 triệu m2, vân vân trong năm 2018 sẽ bán nhà ở cũ khoảng 1.000 căn. Xin chuyển sang một thông tin tiếp, thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng bày tỏ quan điểm không muốn phát triển các dự án nhà ở thương mại diện tích dưới 45 m2. Thành phố cho rằng điều này sẽ càng làm gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng khi lượng người tại các địa phương khác đến thành phố mua nhà ở giá rẻ tăng lên. Theo quy định tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế nhà ở, diện tích tối thiểu căn hộ ở trong nhà ở chung cư là 30 m2 đối với nhà ở xã hội 45 m vuông đối với nhà ở thương mại. Tuy nhiên trong văn bản gửi Bộ Xây dựng, chính quyền thành phố cho rằng khi lượng căn hộ thương mại diện tích nhỏ tăng lên, tình trạng dân số cũng tăng nhanh theo, từ đó kéo theo các áp lực lớn về hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện các kế hoạch giãn dân ra các khu vực ngoại vi nên không muốn phát triển các loại nhà ở thương mại diện tích nhỏ trong nội đô. Trước đó, Bộ Xây dựng đã đề nghị thành phố Hồ Chí Minh trong định hướng phát triển nhà ở cần nghiên cứu theo hướng không bắt buộc tất cả các dự án phải áp dụng tiêu chuẩn diện tích căn hộ thương mại tối thiểu 45 mét vuông mà có thể cho phép xây dựng một tỷ lệ nhất định từ 20 đến 25% số căn hộ chung cư diện tích nhỏ 25 đến 45 mét vuông. Đối với các dự án nhà ở tại khu vực trung tâm, mật độ dân cư cao, điều kiện hạ tầng kỹ thuật không thuận lợi. Đối với khu vực ngoài trung tâm, địa bàn có nhiều công nhân lao động thì có thể cho phép áp dụng tỷ lệ cao hơn đối với căn hộ có diện tích nhỏ. Mặc dù dự báo căn hộ trung cấp bình dân sẽ vẫn chiếm ưu thế trên thị trường căn hộ năm 2018, nhưng theo các chuyên gia của Service Việt Nam thì phân khúc này đang gặp khó vì quỹ đất giá rẻ ngày càng khan hiếm. Thông tin được đưa ra trong sự kiện báo cáo tổng quan thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh quý tư 2017 vừa qua. Theo báo cáo tổng quan thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh quý tư năm 2017 của Savills Việt Nam, trong quý cuối năm vừa qua, thành phố được bổ sung thêm hơn 8.500 căn hộ từ 13 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 6 dự án hiện hữu. Số liệu này giảm đến 20% so với quý trước. Đây là điều khá bất ngờ với các đơn vị nghiên cứu thị trường, bởi quý cuối năm thường là quý ghi nhận giao dịch sôi động nhất trên thị trường bất động sản. Tính chung trong năm 2017, toàn thành phố có hơn 32.000 căn hộ mở bán mới, giảm hơn 1 phần tư so với năm trước. Số liệu của Savills còn cho thấy, số lượng căn hộ được tiêu thụ thậm chí còn giảm đến gần một nửa so với năm trước. Cụ thể, tổng căn bán được trong năm 2017 chỉ đạt hơn 15.100 căn, giảm 44% so với năm 2016. Trong đó, gần 30% căn hộ bán ra được đến từ các dự án mới. Theo dự báo từ các chuyên gia của Savills Việt Nam, giai đoạn 2018-2019, thị trường dự kiến có thêm 68.000 căn hộ từ 65 dự án. Trong đó phân khúc căn hộ có giá vừa túi tiền, tức hạng B, C vẫn sẽ chiếm ưu thế trên thị trường. Tuy nhiên, các dự án này bắt đầu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm quỹ đất. Giá trị cấu thành một căn hộ thì tiền đất đã chiếm từ 30 đến 40%. Do vậy đối với những quỹ đất mà uh, như chúng ta thấy ở quận 2, quận 9 để làm các cái sản phẩm nhà ở cái giá trị vừa phải và giá trị thấp thì giá trị đó không lương đối cao do vậy thì uh, tôi cho rằng là trong thời gian tới uh, cái phân khúc mà hàng C cái quỹ đất sẽ rất là hạn chế bên cạnh đó chúng ta thấy là việc mà đền bù giải tỏa cũng như là các cái chi phí tài chính cho cái việc tiền sử dụng đất cũng là một câu chuyện uh, làm cho các nhà phát triển bất động sản uh, 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 trong nước cũng như nước ngoài rất là khó khăn để đưa ra các sản phẩm trong tương lai và điều này cũng sẽ cũng là một trong các yếu tố chúng ta cần phải cân nhắc là vấn đề về khan hiếm về sản phẩm. Cũng theo báo cáo của Savio, giá trung bình của một căn hộ hạng A trong năm 2017 là gần 90 triệu đồng một mét vuông, hạng B là gần hơn 40 triệu đồng một mét vuông và hạng C là hơn 10 triệu đồng một mét vuông. Thực vị chỉ dài chưa đến 1 km nhưng dự án thi công đường núi giữa Hoàng Văn Thái, Phạm Như Sương thuộc quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng lại kéo dài gần 3 năm chưa hoàn thành. Đường xuống cấp hư hỏng cùng với công trình thi công ngổn ngang đã khiến cho cuộc sống người dân tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là tuyến đường nối đường Hoàng Văn Thái và Phạm Như Sương thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, đường hư hỏng, ổ gà, ổ voi, vũng nước sinh lầy. Việc triển khai thi công chậm chạp, đơn vị thi công để vật liệu xây dựng ngổn ngang và để lại những hố sâu, góp phần gây thêm nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo người dân địa phương, từ năm 2005, cuộc sống đi lại của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn khi tuyến đường này bắt đầu xuống cấp. Năm 2016, tuyến đường được thành phố Đà Nẵng quyết định đầu tư theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 50% tiền đất, dân hiến 50% đất. Thế nhưng, việc thi công vẫn nghi ạch kéo dài đến nay chưa xong. Theo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh Nam, nguyên nhân chậm trễ của dự án một phần vẫn do 17 trên 220 hồ sơ chưa thực hiện giải tỏa di dời. Bên cạnh đó, việc đơn vị thi công triển khai chậm chạp cũng là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng trên. Quý vị vừa theo dõi phần đầu tiên của tạp chí Đốc trên kênh FBC. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại cùng các thông tin đáng chú ý như sau. Doanh số bán nhà tại Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong 10 năm.